sống gì kể khó dạ. chịu. Sống mình cũng đi biển nhưng mà coi như sáng thì đi học, dạ. trưa là lên rừng, xong tối là đi biển, cứ vậy á. Xong cái tới năm 20 tuổi á, là con em gái nó mình đi làm xa, xong rồi con em gái nó giận bà gì á, ép nó quá chịu không nổi. Rồi mới bắt đầu là coi như nó lên trước, lên bà già trước, xong mình về mình làm anh mà đi theo lên trên đó, xong mới vừa lên sống bà già thì mới gặp vợ ở đây, dạ. mới gặp vợ ở đây. Kết duyên hai vợ chồng cố gắng tới bây giờ luôn, nhưng bây giờ cũng vẫn cố gắng, coi như bây giờ mình có gì đi chăng nữa thì cố gắng cho hai đứa nhỏ nó đúng học rồi. Ăn học. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sắm Dư TV. Hôm nay Huy đang có mặt tại ở ngay cái đèo Quốc Phòng trong Cà Ná mọi người, thuộc huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay cái nguyên nhân và cái lý do mà Huy xuống với cái khu vực này là mọi người biết sao. Hôm bữa là trước những cái video mà Huy làm những công tác thiện nguyện như thế này á, thì Huy có đi một cái chuyến trải nghiệm tại biển. Đó, ở đây là thì có đi bắt nhum, bắt cá, câu cá ở đây. Thì lúc đó thì cũng nhớ là có một cái ngôi nhà, một cái ngôi nhà cũng rất là lụp xụp, rất là cũ kỹ, và có một cái gia đình ở dưới cái khu vực đèo dưới này này. Cho nên thì mới nhớ ra và quyết định xuống tìm hiểu thử xem gia đình như thế nào. Và bây giờ thì sẽ thử y như là một cái người lạ đi xuống mình xin nước vậy á, sẵn tiện mình lấy cái cớ đó mình hỏi thăm gia đình luôn, và xem thử nếu có cái điều kiện, cái khả năng gì mà phù hợp thì Huy sẽ giúp đỡ gia đình một phần nào đó nha mọi người. Bây giờ xin mọi người, và bây giờ mọi người hãy cùng đồng hành theo chân Huy. Ok, thì để đi xuống ngôi nhà của gia đình thì mình phải đi xuống một cái con đường dốc rất là dốc. Đây, ở trên này là núi này, ở đây là khu vực đèo nha. Đèo này là đèo Quốc Phòng, nó nối liền từ Cà Ná, từ cái cảng Cà Ná đến Sơn Hải. Rồi mọi người có thể đi dòng ra cái đường Văn Lâm, Văn Lâm mình có thể đi về đến Phú Quý mình cũng được. Và nó có một cái gọi là một cái eo biển rất là đẹp, một cái đường bờ biển cực kỳ đẹp luôn. Ở xa xa thì mình thấy như gia đình đang làm gì đó, định tới mình hỏi thăm thử. Chào gia đình, anh đang làm cái gì vậy? Đang sửa cái nhà, nhà sắp sụp, sửa nhà lại. Nhà sắp sụp hả? Nhà sắp sụp đó. Cho sắp sụp rồi sửa lại cái nhà đỡ mùa bão lũ đồ. Dạ đúng rồi, sắp vô mùa bão rồi. Em là đang đi trên đường á, em nhớ là dưới đây có một ngôi nhà mà nó cũng hơi cũ á, em muốn xuống hỏi thăm. Tại hôm bữa em cũng có đi xuống đây mấy lần á, không biết anh có nhớ em không? Chắc không. Cũng lâu quá. Lâu quá không nhớ hả? Anh tên gì ta? Tên Cung. Tên Cung, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi sinh năm 77 á, lúc mấy á. Dạ. Còn bên đây là vợ của anh hả? Vợ với con vợ hả? Vợ con. Dạ, em chào chị. Trời ơi, mình đang nhổ cỏ để làm gì vậy chị? Làm chuyển cái nhà qua. Bây giờ là mình đang chuẩn bị sửa cái nhà chuyển qua đây. À. Rồi sửa như vậy rồi có mua đồ gì để sửa chưa? Chưa có gì hết hả? Chưa có gì hết. Chờ cái đỡ cây cái mà chuẩn bị coi như dựng lên cái. Dạ. Xong rồi á mới chạy tiền để mua tôn, chạy vay mượn ta cho như chạy tiền mua tôn làm hả? Mua tôn làm chứ còn đâu có tiền ở nhà đâu. Mua cái biển này đẹp ghê anh không? Ở đây đẹp thì chứ. Ở đây người ta gọi là cái bãi gì anh hả? Bãi Bồ Đề á. Bãi Bồ Đề. Tại vì cây gian cây Bồ Đề nó bông nó vàng vàng đó. Đó là Bồ Đề mà. Thường ngày nhà mình ở đây hồi trước giờ luôn hả? Trước cái đường luôn. Trước đường. Trước làm cái đường. Trước khi làm cái đường đây luôn. Ha, bây giờ
gia đình mình vô trong nhà mình chia sẻ chút xíu đi chị ha. Bây giờ em xin phép cùng gia đình vào bên trong để mình chia sẻ chút xíu câu chuyện của gia đình luôn. Còn em em đang học hả hay làm gì á? Học lớp 11 rồi. Em tên Đạt. Đây, học xong chưa? Dạ, học chứ. Vậy thôi em ráng học nha. Em ngồi em học đi để anh vào anh nói chuyện với gia đình một chút. Không biết là gia đình có bao nhiêu người. Mới vào là thấy cái nhà rất là thấp luôn nha. Ồ. Khéo có chừng đụng đầu á. Dạ. Dạ. Đó thì ở trong nhà có nhiêu đó. Dạ. Dạ. Đây là bếp nhà anh này hả? Ồ, nấu ăn nấu uống ở đây luôn. Sửa đỡ lại cho dạ. Cái bếp rất là thấp luôn nè. Thấp hơn nó nữa. Dạ. Mới sửa đỡ lại. Rồi. Thì trong nhà có nhiều đó. Cái chỗ này tiện nghe hả? Cái này hình như em thấy giống như cái tảng đá ở dưới người ta. Đó. Xay lên xong rồi thô xi măng này. Thoáng mát thiệt chưa? Ở đây đúng thật sự là mát luôn. Mát nhưng mà không có tiền. Không có tiền. Không có tiền. Chết thì chưa. Con cái ăn học nó cũng khó. Yeah. Ôi, ngon lành. Đây. Không biết nói gì đây. Thì hôm nay á em cũng rất là tình cờ đến gặp gia đình mình. Và hồi đó là em cũng có tới đây quay mấy lần ở dưới đây này, đi bắt con này con kia đồ á. Rồi câu cá cũng có nữa. Cho nên là quyết định là thôi mình quay lại thử, mình tìm hiểu gia đình như thế nào. Tại lúc trước em chưa có làm về cái nội dung này. Em chưa có làm về cái lĩnh vực là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Em chỉ làm như là đi câu, đi bắt cá, bắt cua, bắt còng đó. Cái hôm nay rồi, thôi xuống đây xem mà, thử. Mà cũng đúng dịp là kể như chuẩn bị sửa vợ cái nhà qua luôn á. Anh chuẩn bị làm cái nhà lại. Chuẩn bị là dỡ cái nhà này ra hết luôn. Dỡ. Dỡ nhưng mà phải lấy con cũ này bỏ qua lại bên đó. Chuyển chỗ hả? Chuyển chỗ thôi. Chứ chỗ này nó bị sao vậy? Nước nó chảy, mưa nó chảy. Mưa nó xói xuống. Hai bên này. Hai bên nó xói. Dạ. Bên này nó cũng xói vô nhà. Xói vô nhà luôn. Là nguyên gia đình ngủ trong cái nhà này hết. Ngủ trong nhà này hết. Còn chị bao nhiêu tuổi rồi ta? Sinh năm 83. Cũng rồi. Cũng 30 mấy tuổi. Em thì tuổi gà. Nhưng mà nói chung nhỏ, là nhỏ nhiều. Nó là bên dân tộc Tày. Ủa, chị tộc bên Tày. Dạ. Tày. Là hồi đó là chị ở đâu? Trên đó luôn hay sao? Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng rồi. Xong lên gặp xong mới về đây. Là anh đi lên đó làm. Rồi xong rồi vô tình gặp trong cái dịp nào? Tâm sự chút xíu. Gặp trong cái lúc nào mà sao cua hay à? Đâu biết đâu. Anh phải chỉ biết đâu em học hỏi kinh nghiệm chứ. Không chỉ á. Đó bí quyết cuối cùng mà. Bây giờ hỏi chị sao mà chị chịu anh hay. Cũng vô tình thôi, cũng biết được duyên phận thì nó gặp nhau. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Duyên phận mình gặp thôi. Nhưng mà cuộc sống của mình thì thật sự là theo cái quan sát của em nhìn qua thì cũng khó khăn. Nhìn mình có hai con á chị. Yeah. Bé này là bé nhỏ. Nhỏ. Con xuống chú hỏi chút xíu. Dạ. Yeah. Được, con ngồi xuống. Để nó. Năm nay con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 7. Lớp 7 hả? Là bây giờ con học online hay con lên trường con học? Dạ online. Học với anh rồi. Dạ, yeah. Hai anh em học chung cái điện thoại. Thì cái điện thoại đó là ba mua hay là sao? Bà nội cho. Thì hiện tại là cái mùa dịch rất là khó khăn, cho nên là tất cả các học sinh ai cũng vậy đó, ai cũng học online ở nhà hết đó, chứ không có lên trường lên lớp được. Cho nên là vấn đề mà học tập thì cũng hơi bị hạn chế, không có như lúc trước á, được cô giáo là kèm rất là kỹ, hoặc thầy giáo kèm rất kỹ. Rồi bây giờ thì học online nó có nhiều hạn chế lắm. Thì con vừa rồi con học sinh gì? Dạ năm lớp 6 con học sinh giỏi. Hỏi ta là hết 6 năm đó con học sinh giỏi sao? Dạ. Đó, giỏi chứ anh. Đây này, con bộ giấy khen cho con lấy rồi. Con đâu con lấy ra chú coi thôi coi.
bỏ thùng đá. Giỏi với ta. Này luôn. Lên trên này cho quay luôn. Nào mình nói giỏi thiệt, nói thiệt chứ. Tên luôn. Dạ. Mọi người thấy không? Mặc dù cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, học phải cố gắng. Cố gắng thì sau này mới thành công được. Đây này. Ôi. Bỏ vô đầy ở trong cái bị này nha. Cất kỹ thiệt chứ. Cái dạ. Đó là cái phần thưởng của con luôn. Chứ mà bây giờ mà để ở ngoài á, ở đây thì ẩm nữa, hơi ẩm rất là nhiều. Hơi ẩm rất nhiều là sợ nó bị hư cái giấy khen lắm đây này. Giấy khen này. Nguyễn Thị Kim Lai. Nguyễn Thị Kim Lai rất là nhiều giấy khen luôn nha. Đây chị. Lớp 92 là của anh này. Của anh này, lớp 92 cũng của anh này. Học sinh tiên tiến, lớp 9 học tiên tiến là ngon rồi. Ở đó em cũng học sinh tiên tiến hồi lớp 9. Nói chung là cấp 2 là em học tiên tiến hết đó. Giỏi nữa. Lên lớp 5 1. Học có giấy khen hết luôn nha. Hai đứa học rất là giỏi luôn. Anh thì đang học online bên kia còn một tiết nữa cho nên là thôi để cho cháu nó học. Nguyễn Thị Kim Lai. Học sinh lớp 4 trường tiểu học Thương Diêm. Ở đây Thương Diêm. Lớp 5 là học ở Thương Diêm. Học sinh xuất sắc, rất là nhiều giấy khen. Còn ở nhiều cái quyển học bạ. Con cất vô nha. Nè, con cất vô coi để nó nước ở đây nó ẩm á. Không khí hồi nước luôn luôn bốc lên đó. Đó là kiểu như cái lâu dán treo. Nước dạ. Nó treo là nó hư đi. Đó giờ mình để lại khi nào có điều kiện mình vô trong làng á. Dạ. Mình cất nhà cất cửa mình. Có đất trong đó không anh? Chưa có gì. Chưa có gì luôn. Là hiện tại là ba mẹ anh ở đó hay sao? Ông bà, hai ông bà chia tay hồi lúc mình còn nhỏ. Chia tay từ lúc nhỏ? Ông bà già lên Lâm Đồng. Dạ. Xong ông già ở đây dưới này. Nói chung cái hoàn cảnh nó cũng đẩy đưa lên thấu ở trên Lâm Đồng sống rồi bà già. Ừ. Ngồi là ở dưới này sống rồi ông già khi chia tay á. Dạ. Là tại mình còn nhỏ quá. Đi lên đó không có được. Xong rồi mới sống như thế này. Sống là gì ghẻ thì nói chung là khổ. Bây giờ để em gắn cái này cho anh nói rõ chút xíu nè. Cái vấn đề hay cái sống như đặc biệt là sống với gì ghẻ. Sống gì ghẻ khó giờ, chịu. Em cũng hơi tò mò thì anh chia sẻ chút xíu về hoàn cảnh lúc đó sống như thế nào. Sống mình cũng đi biển nhưng mà cỡ như sáng thì đi học. Dạ. Trưa là lên rừng. Xong tối là đi biển. Cứ vậy á. Cứ ngày nào cũng vậy luôn. Cứ ngày nào cũng vậy. Xong cái tới năm 20 tuổi á. Là con em gái nó. Mình đi làm xa. Xong rồi con em gái nó giận bà gì á. Ép nó quá chịu không nổi. Rồi mới bắt đầu là coi như nó lên trước. Lên bà già trước. Xong mình về mình làm anh mà. Đi theo. Lên trên đó. Xong mới vừa lên sống bà già thì mới gặp vợ ở đây. Dạ. Mới gặp vợ ở đây. Kết duyên. Hai vợ chồng cố gắng tới bây giờ luôn. Nhưng bây giờ cũng vẫn cố gắng coi như bây giờ mình cũng có gì đi chăng nữa thì cố gắng cho hai đứa nhỏ nó đúng học rồi. Ăn học. Cái đó em rất là nể. Tại vì cái cuộc sống của em hồi xưa bây giờ mà nếu mà em kể nữa thì rất là nhiều rồi. Đi đâu em kể thì cũng sợ mọi người nói là đi đâu cũng kể cái chuyện của mình. Hồi đó cũng sống nhà em cũng gì đó. Đâu dám kể là ai đâu. Dạ. Cứ lặng thinh mà coi như bây giờ không có tiền thì cũng phải chạy vay mượn để cho nó học. Dạ. Có đôi khi tiền học phí cũng không có. Ra đây. Định là chuyển sổ hộ khẩu về đây. Để cho có là coi như vô có sổ nghèo đồ thì cái phần đó nó đỡ. Mà ở xã này là không cho chuyển giờ đó. Không cho chuyển giờ. Là đất này hiện tại là đất của nhà mình luôn hay sao? Đất của nhà. Có mua hay là tự mình khai hoang ra mình ở? Mình khai hoang ra. Đó. Vậy nếu vậy chính quyền họ hành lắm á. Thì hành mà. Hành biết luôn. Có bị phạt bị gì không? Nói chung một phạt thì cứ bị phạt xong thu hồi quyết định lại thôi chứ cũng không có gì. Vậy hằng ngày hiện tại công việc của mình chính là làm cái gì? Trong mùa Nam này á, thì coi như đâu có đi biển được. Dạ. Là đi bắt ong á, mật ong á. Bắt mật ong. Kiếm sống chứ.
ở gần đây hay anh lên trên núi? Đây đủ chỗ hết á. Chỗ luôn. Nói chung cái nào mình làm trả tiền là mình làm. Dạ. Mình làm thuê làm mướn quẩn đi làm. Nhưng mà cứ như đó đừng có đi ăn cắp ăn trộm là được rồi. Nói chung là tại vì á vợ thì ở trên Lâm Đồng, nó về đây lạ nước lạ cái đâu làm được gì. Không làm được cái gì đâu. Có một mình nó phải bươn chải làm chứ. Miễn sao mà cứ như mình đừng có nói chung cái nghề nào cũng làm ra tiền được, là cứ làm nhưng mà đừng ăn cắp ăn trộm ra được. Có thẳng thừng ra làm gì. Còn tới chuẩn bị bắt ở đây thì cũng làm biển, đi thúng. Cho em vào tham quan ngôi biệt thự của mình được không anh? Được mà. Anh vô anh giới thiệu luôn. Anh vô giới thiệu căn biệt thự của mình rồi. Anh đi vô. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm ngôi biệt thự 50 tỷ của anh gì em quên tên. Anh Cung. Anh Cung. Đó. Đây. Lần đầu tiên vô thì đây là coi như chỗ con trai nằm. Dạ, chỗ con trai nằm. Còn ở đây là coi như hai vợ chồng là đứa con gái nằm đây. Vợ chồng với con gái nằm bên đây. À, chỉ là ba người ngủ một cái giường này. Trời ơi, coi nè. Cái chỗ này nó xuyên, nó ngã hết rồi. Nó muốn ngã rồi đó, cho nên muốn sửa lại đó. Dạ. Nó nghiêng qua một bên luôn, thấy không? Nghiêng qua một bên luôn rồi nè. Nước nó chảy là nó nghiêng, nó muốn đổ về một bên rồi. Hồi đó làm mình như không có chắc lắm. Ở đây thì anh xây một cái phần đế bê tông, đế đá này. Đế đá đỡ coi như để cho có cái chỗ nằm cho cao cao một tí. Em có một cái nệm kia nó cũng mà xa quá, lúc mà em vô thì cho thì cũng chở cũng khó. Cái này cũ quá rồi nè. Cũng phải nằm chứ. Cũng phải nằm hả? Chứ bây giờ biết sao. Đây bên này chỗ con trai. Đó, con trai mà nó để đồ mà nó chật luôn. Mấy cái bao đồ đó là bao gì á? Quần áo của người ta cho á. À, nói chung ai cho gì mình lấy cái đó. Cái nhận nó đem về để đó. Để đó. Làm cái gối luôn. Làm cái đồ trắng cho trắng mùng cho khỏi mũi. À, trời ơi nằm đây. Con trai mà nằm có cái hốc gì rất là chật luôn á. Ừ, chỗ này để sống chén đồ ăn thức uống đủ muỗng gì nè. Một đống rồi. Ồ, cái tôn này cũ lắm rồi, lâu lắm rồi, nhìn nó lâu lắm. Ở mình rồi có phương tiện rồi cho cháu đi học không anh? Nói chung anh chở nó bằng xe mà. Chở xe máy. Nhà mình có đó. Chiếc xe máy hả? Có chiếc xe máy cũ cũ đó. À, tủ kỹ quá ha. Sợ hư cái như nó lấy đâu chở con đi học. À, phải chơi kỹ tí xíu chứ. Đâu ra giới thiệu cho em luôn cái chiếc xe 7 chỗ luôn rồi. Chiếc xe đó 2 chỗ à. Đâu cái này là 3 chỗ. 3 chỗ hả? 3 chỗ chở 3 người rõ ràng. À, xe 3 chỗ. Đây cái chiếc xe đây. Xe nó cũng cũ tèn rồi. Đó. Thấy không? Đi chiếc xe này chở cháu ở mặt này. Đó. Ừ. Thấy không? Mà chiếc xe này mà leo lên được cái dốc đó luôn à. Không leo được thì cũng phải ráng đẩy ở lên chứ. Chớ mà để ở trên là coi chừng nó lấy. Dạ. Nó lấy là mình không có cái phương tiện chở con đi học. Ừ, xe em đang để trên đó, lát là đi bộ về á. Chắc chắn luôn á. Chắc chắn đi bộ về luôn. Ừ. Này hơi căng căng á. Dạ. Chắc làm nhanh đi chứ coi như coi chừng á. Tao đi bộ về không được, lấy xe anh đi về. Em xin mượn cái này. Ở bên ngoài này thì xung quanh ở bên ngoài nhà anh thì đó mọi người nhìn ở phía ngoài mới biết được này, nó đang bị nghiêng vô, nó đang bị nghiêng vô rất là trầm trọng này, đá đè vô này, rồi xong mỗi lần mưa xuống mưa lớn là nó sẽ quét một cái nước qua đây, rồi nó sẽ đẩy cái ngôi nhà của mình nghiêng qua một bên đó. Lỡ mà ví dụ mà không may á, rất là sợ là cái vấn đề là đá nó rơi xuống. Này, mấy cái thanh sắt này không biết anh mua hay là ở đâu có đây. Để chắc là anh sẽ lợp lại cái nhà. Ở trên đây toàn rất là cũ kỹ.
Bây giờ mình xuống đây thì mình mới thấy được cái cảnh của gia đình. Tất cả mọi thứ thì rất là nhiều thứ đồ luôn. Giờ nhà mình nấu cơm nấu nước ăn gì chưa anh? Chưa luôn hả? À giờ còn sớm mà ha. Mùa dịch này nó như cũng có người cho gạo cho thóc chứ cũng đâu có làm được ra cái gì đâu. Dạ. Ây da. Trời ơi. Vừa tham quan cái nhà anh xong là em cảm thấy đau đầu luôn á. Đau lòng. Thật sự là nói vui vậy chứ. Hoàn cảnh của gia đình thì thật sự rất là khó khăn. Nhưng mà vẫn cố gắng làm sao cho hai đứa con đi ăn học là mình thấy rất là... Sáng là chở đi, trưa là lên đón về. Chứ không dám giao xe cho thằng lớn chạy. Tại cái đường này lên nó khó quá. Lớn biết chạy xe rồi hơn nha. Biết rồi nhưng mà không dám cho chạy. Đúng rồi, cái đường này ghê quá. Chạy nó nguy hiểm lắm. Chưa có đủ tuổi. Chưa đủ tuổi nữa mà cũng... Đủ tuổi cũng không cho chạy được. Dạ. Tại cái con đường đi lên xuống coi như nó khó. Chạy chở lên thoáng ngã ba ở trên đó chứ một. Đường quốc lộ 1 luôn á. Giáp đường quốc lộ 1. Rồi em thấy có mấy cái đồ câu ở trên đây nhiều lên nè. Mờ câu. Mờ câu mà tháng này trời sóng gió đâu có đi được. Không có câu không làm gì được hết á. Mùa này gió gió khiếp sợ luôn. Bây giờ là chuẩn bị là quay mượn nè. Quay mượn xong rồi như không biết cái chỗ nào trả nữa này. Quay mượn để làm nhà này hả? Sửa nhà. Quay tầm khoảng bao nhiêu? Cũng ít thì 5-3 triệu vậy thôi chứ còn 5-3 triệu để sửa nhà. Mua toan về. Mua toan mình mới lợp. Lột cái này mình đưa qua, mình đóng dần chung quanh. Chứ bây giờ... Hiện tại còn bao nhiêu tiền? Còn được 1 triệu bạc trong nhà như mấy rồi. Có không á? Coi là rút ra mấy cây vàng đó rồi. Giống dưới nệm. Giống dưới nệm. Giống dưới nệm á. Rút ra trẻ kiều luôn. Vàng đó. Hôm qua là gửi cho bà chị đi mua vàng cây bạch đàn dạ. Để mình ra mình bỏ đỡ lên. Là mới gửi 7 triệu để mua vàng cây, 20 cây cây bạch đàn. 20. Là mình dựng cái nhà kiểu như thế nào anh? Thì cũng dựng... Tức là cũng dùng cũng trụ y chang như gì thôi. Dạ. Nhưng mà mình làm nó... cao ráo hơn, cao xíu. Ráo hơn, chắc chắn hơn xíu. Lỡ mua mấy bao xi giờ mình ăn cám vô cái chân trụ, cám chân cho chắc hơn, cho đỡ. Với lại né cái chỗ mà đá nhiều này, thứ nhất là thứ hai là những cái luồng mà nước nó chảy. Tại hồi đó là ở chỗ này nó không có bị mưa. Còn tới khi mà làm cái con đường này, dạ. Cái mương á, nó xối thẳng từ trên đó nó xuống xuống. Đẩy xuống luôn. Đẩy thẳng trời. Đường mương. Cũng biết mỗi lần như vậy là gia đình mình ở đây là mưa gió là nó có dột rồi nó ấy gì không? Có dột thì cũng phải ráng chứ. Căn bạc này, căn bạc rồi ở đây. Lần mà bão tới sao trời? Thì cũng ngồi, cũng... Ở lần bão tới là nó muốn dỡ cái này luôn á. Dỡ luôn, còn chủ yếu ở nhà thôi, trốn ở nhà thôi. Bây giờ cũng đâu có chạy đâu được đâu. Mình có anh chị em gì nữa không mà? Nói chung thì cũng có chứ mà như bà con dòng họ thì đông nhưng mà người nào sống theo người đó cũng không có quan tâm. Đúng rồi. Chứ bây giờ ai cũng có gia đình, nếu, gia đình họ lo. Nếu mà quan tâm thì cỡ như đâu có ra rừng sống kiểu này. Thiệt chứ? Thiệt. Nếu mà đã quan tâm thì phải giúp được cái không được cái này thì cũng được cái kia. Chứ gia đình ra đây ở hay là anh có cái khúc mắc gì mà anh ra đây anh ở. Anh chia sẻ thiệt đi. Sao có chuyện gì? Cũng đâu có chuyện gì đâu. Ở ngoài rừng ngoài bụi. Có thẳng ra là gọi như không có cũng có vấn đề ở trong đó chứ không phải là không có. Dạ, chắc chắn là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thì cái chuyện về gia đình đó, mình không có nên tìm hiểu sâu.
Đó thì nói chung trước mắt Huy làm những video này là để chia sẻ cái cuộc sống hiện tại, chứ không có mọi móc chuyện gia đình ra. Môi, nếu như môi sâu thì, quá dạ, thì tự nhiên lại không hay quá. Dạ đúng rồi, nói đụng chạm tới gia đình này người kia thì nó cũng không hay. Cho nên là mình tới mình tìm hiểu được xem cái hoàn cảnh hiện tại của gia đình như thế nào, mình sẽ giúp đỡ một phần nào đó. Bây giờ mà đặc biệt nhanh hơn nha, hôm nay tới là thấy anh cũng đang chuẩn bị cái nhà, thì mình xem để mình khảo sát thử là anh làm như thế nào. Bây giờ như thế này nè, em có một chủ tài khoản, chị Anita Triều ở bên Mỹ tài trợ cho em một cái khoản tiền quỹ để mình để em đi giúp mấy cái hoàn cảnh khó khăn á. Để em coi lại chút xíu nha, coi lại cho kỹ vô con mình. Thật sự ra nếu mà gọi như mà có cái khoản nào đó là lần sau vô sẽ thấy cái nhà nó khác hẳn như hơn bây giờ. Chuyện qua đó mới làm rồi. Dạ. Nó đỡ hơn. Bây giờ như thế này, sau khi mà cũng tham quan và gia đình đã chia sẻ với tất cả mọi người, và Huy đã biết được hoàn cảnh gia đình hiện tại như thế nào, thì bây giờ trước tiên là Huy xin phép trích cái khoản tiền quỹ của một chủ tài khoản Anita Triều, là chủ tài khoản đã gửi mail qua cho Huy, cho nên là Huy chưa biết là chị là anh, thì Huy sẽ xin phép là Mạnh Thường Quân tên là Anita Triều đã gửi cho Huy một số tiền, đó là 9 triệu. Nhưng cái tiền quỹ này là có cái mong muốn là trích từng khoản để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, cho nên là Huy mới quyết định là thôi bây giờ mình sẽ trích ra một nửa đi. Huy trích ra một nửa để gửi gia đình. Đó là cái khoản chi phí để mua ton, mua đồ để sử dụng, mua ton này, mua cây này, hoặc là mua xi măng này để làm sao cho hoàn thiện cái ngôi nhà. Bây giờ anh đi mượn cũng vậy thôi, cũng cái khoản đó thôi. Bây giờ em trích ra luôn 5 triệu. Giờ trích 5 triệu. Bây giờ em đưa tiền anh luôn. Mình làm nhanh lắm chứ. Không dài dòng. Rẹt rẹt. Dạ, rẹt nhanh rồi. Lần sau vô. Anh làm lần sau em vô em kiểm tra. Kiểm tra. Em coi. Chính có chính xác hay là không. Lần sau quay vô lại là sẽ có cái ngôi nhà nó khác, chứ không phải là ngôi nhà sập gì. Mình nói là chính xác là còn phải có chính xác, chứ lần sau mà coi như đưa tiền xong lần sau không làm nhà mà vô sập gì nữa cũng đâu có được. Đó. 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 6, 7, 8, 9, 50. 50 tờ tương đương với là 5 triệu. Đây là số tiền 5 triệu của chủ tài khoản Anita Triều ở bên nước ngoài, tiền đô cho nên là ở bên Mỹ, chắc chắn là ở bên Mỹ rồi. Thì bây giờ em xin gửi lại gia đình, thì gia đình có gì thì gửi vài lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân Anita Triều giúp em nha. Đây là cái này nha, nói chuyện đây em xin gửi lại cho anh luôn. Vậy thôi. Dạ. Anh nói cái, với chị trong cái camera đó. Cái anh đó là gì? Bây giờ mình kêu là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân Anita Triều. Em là tên cung. Thì em cũng gửi lời cỡ như anh Mạnh Thường Quân, anh Triều ấy. Anh Triều đấy. Đã hỗ trợ cho cái số tiền để em sửa lại cái căn nhà. Và đồng thời cỡ như còn những cái hộ nó cũng còn nghèo hơn em đó. Yeah. Em mong muốn là anh sẽ gọi như trích một phần nào đó để cho hỗ trợ cho những người còn nghèo hơn em. Đây coi như là một nửa phần cái tiền quỹ của Mạnh Thường Quân là đi chi ra để giúp đỡ hoàn cảnh của anh trước. Thì em cũng hứa là anh là coi như lần sau khi trở lại sẽ có quay cái căn nhà nó khác. Yeah. Chứ không phải sập như vậy. Lần sau là em tới em ăn cơm cùng gia đình để vô cái nhà đó cho nó thoáng mát hơn. Cho nó thoáng thoải mái hơn chứ. Vui không? Vui. Vui mà vui mừng. Cũng mừng. Mừng mà rung. Cầm số tiền á, mừng mà rung á. Tại vì mình cũng dự trù là
chuẩn bị đi vay mượn. Chuẩn bị vay mượn. Vay mượn phải sửa lại chứ không là nó sập ổng là gọi như chỉ có ở ngoài mưa luôn. Rồi bây giờ chị có lời gì muốn nói với Mạnh Thường Quân không? Thì em đây cũng không được ăn học ăn đồ nên là cũng không biết nói gì hơn. Và vậy nên kính cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị. Bây giờ con này thích con hơn. Con xuống đây con có mừng không? Con có tiền để ba sửa nhà rồi đó. Mai mốt dư thì nếu mà mai mốt mà có Mạnh Thường Quân khác nữa mà có điều kiện hỗ trợ thêm con đi học nữa con có mừng không? Dạ có. Con có cố gắng học không? Dạ có. Con có ước mơ gì không? Giờ này con chưa nghĩ tới ước mơ. Chưa nghĩ tới ước mơ luôn. Thì chắc là cũng hiểu gia đình đang khó khăn cho nên cũng không dám mơ ước gì. Thật con cố gắng học cho hết 12 nha. Dạ. Hết 12 sau này mà thành tài á, rồi có mình làm có tiền á, nhiều để mình lo lại cho cha cho mẹ. Dạ. Nha, con cố gắng ráng nha. Dạ. Rồi còn anh trai thì học ở đó cũng được, chắc anh trai cũng biết. Chắc là video cũng khá là dài rồi thì Huy cũng thay mặt gia đình xin rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân, chủ tài khoản là Anita Triều đã tài trợ cho Huy cái số tiền quỹ là 9 triệu và Huy đã chia ra là trước tiên Huy chia 5 triệu ra để gửi cho gia đình sửa sang cái nhà cửa, còn lại cái số tiền còn lại thì Huy sẽ xem xét những cái hoàn cảnh khác Huy sẽ giúp đỡ tiếp chứ Huy không có sử dụng hết một lần. Đó thì nếu như có duyên nữa thì Huy sẽ lại trở lại gia đình để xem thử căn nhà hoàn thiện như thế nào và Huy sẽ cùng gia đình trải nghiệm một ngày hoặc là ăn uống tại gia đình. Anh có đi câu ha. Tới lúc đó là coi như cái tinh thần nó ổn định rồi, cái nhà cửa có ổn định rồi là coi như nếu mà biển ra câu cá dưới lên. Đi bài luôn, nướng tại chỗ ăn luôn. Lên nhà nướng tại chỗ nấu tại chỗ luôn. Hay luôn á anh á. Ok anh luôn. Y như là coi như mình tiếp đãi vô nhà mới, tiếp đãi đi. Dạ, ăn tân gia. Chúng ta lại vui. Nhưng chỉ có cơm là có như cá thôi nha. Trời, có cái gì em ăn cái đó trò kiếm rong rừng này đây đi hái dứt. Không, dê ăn hết rồi. Dê hết rồi. Ok rồi, em cũng chúc gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn có những cái tinh thần lạc quan, mình cố gắng vượt qua khó khăn rồi chuyện gì những cái tốt đẹp nó sẽ đến với gia đình mình thôi. Cái gì cũng sẽ có. Dạ. Hồi đó em cũng vậy thôi, gia đình rất là khó khăn nhưng mà em cố gắng rồi từ nhưng mà mình cũng cảm thấy mừng. Mới bắt đầu như làm nền đã có coi như một cái khoản như vậy. Cái duyên đúng không? Cái duyên. Duyên đưa mình em đến. Cũng là coi như rất mừng. Không biết nói gì hơn nữa thì em cũng xin phép dừng cái video tại đây luôn và xin phép gia đình em tranh thủ em lên đó một lát là đi bộ về. Lát đi bộ về luôn. Dạ. Đi bộ luôn. Đó thì em xin phép gia đình nha. Cất kỹ nha. Cất kỹ đi, phục quỷ lên như mai mốt là vô lại không thấy nhà đâu là hiểu luôn á. Biết luôn hộ á. Dạ. Những cái cây mà ở trên cái mái tôn này giống như là những cái cây chùm bồi á. Mấy cái cây hình như ở đâu ở quen bờ rừng anh chặt về anh gắn lên hay sao á. Còn mấy cái thanh ngang nè, mục hết rất là nguy hiểm luôn. Lỡ trời mưa trời gió mà có chuyện không may thì cũng rất là sợ. Anh tính làm cái này là bao nhiêu mét vuông này? Bây giờ là làm ở như á chiều dài 5 mét. 5 mét chiều ngang. Chiều ngang đó là cho 4 tấm ton đi, cỡ 4 mét. 4 mét, à. 4 mét xong mình đâm cái trái về trước nữa. Dạ. Cũng y như kia nhưng mà lại. Có chứ. Coi hướng coi thầy gì không anh? Hay làm đại thôi? Chắc cũng phải coi chứ. Coi đi cho chắc, chứ ở đây rồi đất rừng đất núi cũng ớn lắm. Mình làm mình cho nó chắc mấy vấn đề đó. Coi xong coi hướng đồ đâu đó vàng chưa. Dạ. Ở đây có cái nền bê tông sẵn này. Này không biết là mấy cái cột gì đây. Cột đó là chuồng dê của thằng em. À.